Bình minh đang lên trên quê hương tôi, trong những ngôi nhà xinh, những công trình thế kỷ, luôn có chúng tôi tập đoàn Prima, cho niềm tin yêu thân thiết với mọi nhà. Prima thách thức cùng thời gian, luôn bên bạn là sản phẩm Prima, uy tín niềm tin tập đoàn Prima, sự lựa chọn thông minh cho những công trình mới. Bình minh đang lên trên quê hương tôi, trong những ngôi nhà xinh, những công trình thế kỷ, luôn có chúng tôi tập đoàn Prima, cho niềm tin yêu thân thiết với mọi nhà. Prima thách thức cùng thời gian, luôn bên bạn là sản phẩm Prima, uy tín niềm tin tập đoàn Prima, sự lựa chọn thông minh cho những công trình mới. Sản phẩm Primer đẳng cấp châu Âu, chất lượng hàng đầu, cho niềm tin yêu thân thiết với mọi nhà. Sản phẩm Primer thách thức cùng thời gian, hãy đến với chúng tôi tập đoàn Primer. Mời bạn về thăm công ty chúng tôi, Prime Group tuyệt vời Việt Nam. Nào cùng về đây anh em chúng ta, cùng nhau đoàn kết một nhà Prime.
thân thương Pray, tuyệt vời Pray, chúng tôi tự hào công nhân Pray. Em đã đến giữ trọn một lời mời, dáng hân hoan em người đi mở cõi, cho Pray hòa chung tiếng nói, rồi vươn mình đứng vững như hôm nay. Giá như ngày ấy anh gặp may, giữ được chân em sau lần gặp gỡ, để tháng ngày không chờ trong nỗi nhớ. Sau mỗi ngày anh xong việc tan ca, bây giờ chúng mình dẫu có cách xa, anh vẫn ước vọng còn em ở đó, vẫn chung mình chia sẻ trong gian khó, cho niềm tin thắp sáng một Pray. Hôm nay về Vĩnh Phúc thân yêu, gặp lại em vững vàng bao năm tháng, vẫn lung linh tay em màu men sáng, vẫn nụ cười duyên dáng của ngày xưa. Lòng khát vọng hai chúng mình say sưa, cho dòng gạch anh và em vươn tới, sáng lên mọi nhà trong màu men mới, như tình chúng mình sáng mãi chờ nhau. Đã đến giữ trọn một lời mời, dáng hân hoan em người đi mở cõi, cho Pray hòa chung tiếng nói, rồi vươn mình vững bước như hôm nay. Giá như ngày ấy anh gặp may, giữ được chân em sau lần gặp gỡ, để tháng ngày không chờ trong nỗi nhớ. Sau mỗi ngày anh xong việc tan ca, bây giờ chúng mình dẫu có cách xa, anh vẫn ước vọng còn em ở đó, vẫn chung mình chia sẻ trong gian khó, cho niềm tin thắp sáng một Pray. Hôm nay về Vĩnh Phúc thân yêu, gặp lại em vững vàng bao năm tháng, vẫn lung linh tay em màu men sáng, vẫn nụ cười duyên dáng của ngày xưa. Lòng khát vọng hai chúng mình say sưa, cho dòng gạch anh và em vươn tới, sáng lên mọi nhà trong màu men mới, như tình chúng mình sáng mãi trong nhau. Sáng lên mọi nhà trong màu men mới, như tình chúng mình sáng mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí các bạn đã đến dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Korai Group ngày hôm nay. Nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đã có mặt tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Korai và Tết Xuân Vầy ngày hôm nay. Biệt này, cho phép Loan Trần và Phi Long xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, khách quý đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, và mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi lễ kỷ niệm và Tết Xuân Vầy thực sự ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây 20 năm, trên mảnh đất này, một nhà máy gạch lớn quy mô 2 triệu mét vuông trên một năm đã được khởi công và xây dựng, hình thành và phát triển đến ngày hôm nay. Đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phúc, tiền thân của công ty cổ phần Korai Vĩnh Phúc, công ty đầu tiên của tập đoàn Korai. Và sau 20 năm xây dựng và phát triển trưởng thành, ngày hôm nay Korai Group đã thực sự lớn mạnh và trở thành một tập đoàn đa ngành nghề chất lượng quốc tế hàng đầu. Kính thưa quý vị và các bạn, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đến với chương trình văn nghệ chào mừng với các ca khúc Vĩnh Phúc quê em sáng tác Minh Ý, khúc hát Thịnh Vượng Korai sáng tác Minh Châu và Lê Minh Sơn, về Korai đi em sáng tác Thanh Bình, bài ca Người tốt việc tốt sáng tác Phi Long, do bé Minh Hằng top 10 giọng hát Việt Ý và các thành viên câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Korai biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin lời đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu cũng tất cả các cô chú công nhân ở công ty Korai. Thì hôm nay là một ngày vui, ngày thành lập 20 năm, thành lập đầu tiên của công ty Korai. Sau đây con xin gửi đến mọi người ca khúc Vĩnh Phúc Tên Quê Em, mời mọi người cùng thưởng thức ạ.
Đất mẹ cho linh hồn, đất mẹ
quân Phổ Yên cùng áo vũ vinh phúc Đại Việt Đại An tiền phong đó. Chúng tôi là thanh niên Pride cùng thi đua làm nhiều việc tốt. Nào cùng nhau
chan chứa tình người, làm việc tốt là người tốt bạn ơi, tự hào biết bao những người công nhân Pride, sản phẩm chúng tôi mang tên thân thương Pride, nào cùng hát. Cảm ơn bé Thanh Hằng top 10 của Giọng Hát Việt Nhí 2018 và câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của tập đoàn Pride. Chúng ta đã được lắng đọng trong rất nhiều những cung bậc cảm xúc bởi những tiết mục văn nghệ đó, từ sự ngọt ngào trong giọng ca của bé Thanh Hằng cho đến sự hào hùng và mạnh mẽ trong giọng ca của những chàng trai đến từ câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của tập đoàn Pride. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo cũng rất đặc biệt, đó chính là phần mà chúng ta sẽ cùng làm lễ chào cờ. Và ngay bây giờ thì tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ cùng đứng dậy để thực hiện nghi lễ chào cờ. Chào cờ! Đại biểu, các vị khách quý của toàn thể các đồng chí và các bạn, nhân dịp năm mới năm 2020, Tổng Giám đốc Công đoàn Đoàn Thanh niên Pride Group xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Pride, Tết Sum Vầy và hội diễn văn nghệ chào xuân năm 2020 để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Pride Group. Và thông qua các hoạt động để phản ánh nét đẹp trong văn hóa, xây dựng đời sống của cán bộ công nhân viên tập đoàn Pride, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về nếp sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự học, say mê nghề nghiệp, ý thức chấp hành luật và quyết tâm thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Pride Group. Chương trình cũng là dịp để Pride có thể tri ân đối với những người lao động cũng như là những cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh còn khó khăn. Kính thưa quý vị và các bạn, đến dự với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, xin nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Thoa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Hồng Thủy, Ủy viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Xuân Thều, Phó Giám đốc Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Chính, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Đông, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Xuyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Về phía tỉnh đoàn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đức Thuận, Phó Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Lực, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài
thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa quý vị, và về tham dự chương trình của Bright ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các vị khách mời đến từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn, đoàn khối doanh nghiệp, đoàn khối các cơ quan tỉnh, huyện đoàn Bình Xuyên, trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, Công đoàn các khu công nghiệp, cao đẳng y tế, cao đẳng giáo dục, cao đẳng viên chức, lãnh đạo các đơn vị cũng đến tham dự đông đủ trong sự kiện đặc biệt của tập đoàn Bright ngày hôm nay. Và xin một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. Về phía lãnh đạo tập đoàn Bright, tôi xin được trân trọng giới thiệu Mr. Chesak Niumsin, Tổng Giám đốc Bright. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Đối ngoại Bright. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Mr. Nat Changlum, Giám đốc Tài chính. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Mr. Chayapon, Giám đốc Nhân sự. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Acapon, Phó Tổng Giám đốc Bright. Đến dự với chúng ta ngày hôm nay còn có đầy đủ các ông bà Giám đốc, Phó Giám đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, các ông bà cố vấn người Thái Lan, các ông bà trưởng các phòng ban chuyên môn của tập đoàn Bright cũng có mặt đông đủ. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Và cùng với đó, chúng ta cũng được nồng nhiệt chào đón lãnh đạo của các xã phường thị trấn Hương Canh, Tam Hợp, Quất Lưu, Hào Phú, Thuận Thành cũng đến tham dự. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Về phía ban tổ chức của buổi lễ kỷ niệm Bright, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đào Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Bright Vĩnh Phúc, trưởng ban tổ chức. Về tham dự và đưa tin chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình cũng có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào mừng tất cả quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời ông Đào Trung Kiên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Bright Vĩnh Phúc, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu ôn lại kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển của Bright. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa ông Chất Sạc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bright Group. Kính thưa ông Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy Bright, Trưởng ban Đối ngoại Tập đoàn. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên công ty. Trước tiên, cho phép tôi xin thay mặt cán bộ nhân viên công ty Cổ phần Bright Vĩnh Phúc chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty đầu tiên của tập đoàn Bright. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi. Thưa quý vị, 20 năm, một khoảng thời gian tuy không dài nhưng có ý nghĩa rất lớn để đánh dấu một mốc son trưởng thành của công ty Cổ phần Bright Vĩnh Phúc nói riêng và tập đoàn Bright nói chung. Hôm nay, chúng tôi vô cùng phấn khởi, tự hào về chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua. Bright Vĩnh Phúc là công ty có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất trong tập đoàn Bright, luôn xứng đáng là người anh cả của tập đoàn Bright. Thưa quý vị, công ty Cổ phần Bright Vĩnh Phúc được thành lập năm 1999 với tên gọi đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phúc. Công suất thiết kế ban đầu là 2 triệu mét vuông trên một năm với 120 cán bộ công nhân viên. Đến nay, Bright Vĩnh Phúc tròn 20 năm phát triển trong lĩnh vực sản xuất phân phối sản phẩm gạch ốp lát uy tín và chất lượng hàng đầu trong nước và trong khu vực. Trong chặng đường ấy, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn, thách thức về thị trường, phân phối cũng như nguồn hàng cung ứng, sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn lấy đó là mục tiêu phấn đấu để có hướng đi đúng đắn, đứng vững trên thị trường và không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô phát triển, củng cố hệ thống, cơ sở vật chất, hội tụ đội ngũ, cán bộ, công nhân viên, nhiệt huyết, sáng tạo. Nhìn lại chặng đường 20 năm, chúng tôi đã vươn tầm lớn mạnh với tổng diện tích 3 nhà máy lên đến 24 ha với 838 cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch ceramic, sản xuất men, sản xuất frit, sản xuất màu và sản xuất phụ gia. Năm 2013, tập đoàn SCG, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại khu vực ASEAN, đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bright Group. Sự hợp tác này mang lại cho hai bên sự hiểu biết và kiến thức, đưa Bright nói chung và tập đoàn Bright Group nói riêng lên một tầm cao mới trong sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Cùng với sự chuyển mình đó,
Tính đến nay, sản lượng sản xuất gạch của công ty cổ phần Bonai Anh Phúc là 16,2 triệu mét vuông trên năm, sản xuất florit đạt 30.000 tấn trên năm, sản xuất men đạt hơn 47.000 tấn trên một năm, sản xuất màu đạt gần 3.000 tấn trên một năm. Tính chung toàn tập đoàn Bonai Group, sản lượng sản xuất gạch lên đến 80 triệu mét vuông trên một năm, sản xuất ngói trên 2,1 triệu mét vuông trên một năm, sản xuất bình nước nóng đạt 18.300 bình trên một năm. Mới đây nhất, Bonai cho ra mắt sản phẩm Easy Clean trợ thủ việc nhà, sản xuất tại công ty cổ phần Trường Xuân với đạt công suất là 60.000 lít trên một năm. Các thương hiệu của Bonai Group như sau: Bonai Digit, Tip Top, Bathalin, Tara với các kích thước sản xuất là 20-40, 40-40, 50-50 được xuất bán trong nước và chinh phục các thị trường nước ngoài khó tính như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Và hơn hết, chúng tôi đã trở thành đối tác xuất khẩu tin cậy lâu dài của các đối tác trên. Kính thưa toàn thể quý vị, điểm lại những thành tựu nổi bật trong 20 năm qua của Bonai Vĩnh Phúc, chúng tôi luôn luôn tự hào với nộp ngân sách tăng trưởng hàng năm. Đến nay, công ty cổ phần Bonai Vĩnh Phúc nộp ngân sách tỉnh trên 70 tỷ đồng trên một năm. Lương bình quân người lao động tăng trưởng hàng năm đến năm 2019 đã đạt trên 10 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh đó, các chế độ đãi ngộ luôn được đảm bảo thực hiện tốt theo quy định của pháp luật lao động. Công ty chúng tôi luôn chú trọng đầu tư nâng cao tay nghề cán bộ công nhân viên, đầu tư về an toàn, môi trường, cải tiến máy móc, thiết bị nhằm sản xuất những sản phẩm chất lượng tốt với công suất hiện hiệu quả nhất. Từ năm 2013 đến năm 2019, Bonai Vĩnh Phúc đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng vào cải tạo điều kiện làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên, gần 40 tỷ đồng vào cải tạo môi trường làm việc. Công ty cổ phần Bonai Vĩnh Phúc đã xây dựng được các hệ thống quản lý được các tổ chức trong và ngoài nước chứng nhận như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý an toàn OSAT 18001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý năng lượng ISO 55001, v.v. Bonai Vĩnh Phúc vinh dự là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận SBEP về an toàn theo tiêu chuẩn Thái Lan và là công ty thứ hai trong khu vực Đông Nam Á đạt chứng nhận IBEP về môi trường theo tiêu chuẩn của Thái Lan. Với định hướng của tập đoàn trở thành người tiên phong đổi mới, đưa các công nghệ mới vào để nâng cao và cải tiến các công suất công nghệ sẵn có bằng phương pháp chủ động, Bonai Vĩnh Phúc tự hào là một trong những công ty ứng dụng thành công đầu tiên công nghệ in kỹ thuật số HD, công nghệ hiệu ứng hạt đường Sugar. Đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong sản xuất gạch hiện nay. Thực hiện chính sách phát triển bền vững của tập đoàn Bonai Group, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xử lý nước thải, chất thải trong sản xuất. Hệ thống xử lý nước thải được đưa vào sử dụng, xử lý nước thải sản xuất thành nước sạch được tái sử dụng 100%. Bonai Vĩnh Phúc luôn tìm ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng để sử dụng tiết kiệm các nguồn nguyên vật liệu đồng thời giảm khí thải nhà kính. Năm 2016, Bonai Vĩnh Phúc lắp đặt hệ thống lò tầng xôi với công nghệ hiện đại, đưa nguyên liệu than cám vào lò và tạo khí nóng để sấy nguyên liệu. Lò có thể dùng nguyên liệu củi, giấy và nguyên liệu đốt. Với công nghệ hiện đại, lò tầng xôi có thể xử lý các loại rác thải thông thường của công ty mà không thải khí ảnh hưởng đến môi trường. Hệ thống thu hồi nhiệt từ lò nung cũng được đưa vào sử dụng nhằm tiết kiệm nguyên liệu than đồng thời giảm lượng khí thải phát tán ra môi trường. Chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật và có tính trách nhiệm xã hội cao, tặng gạch cho cộng đồng địa phương, chương trình vòng tay nhân ái giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng tích cực phong trào gương người tốt việc tốt, chương trình biến giấc mơ thành hiện thực của Ban Tổng Giám đốc và tập đoàn phát động. Chương trình đã được cộng đồng dân hưởng ứng và đánh giá rất là cao. Kính thưa quý vị, xây dựng thương hiệu là điều bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn phát triển. Tuy nhiên, thương hiệu Bonai không chỉ là một cái tên, một danh tiếng đơn thuần mà đó là sự tận tâm, sự cống hiến, khát khao chinh phục và trên hết là sự đoàn kết của những con người Bonai. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi thấy mình đã làm được rất nhiều việc lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ lớn hơn nữa, thách thức hơn nữa đang chờ đợi chúng ở phía trước. Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ, sẽ có rất nhiều cơ hội để chúng ta tiếp tục cận với công cụ làm việc mới. Sự phát triển của công nghệ khiến nhiều quy trình phức tạp đang trở thành đơn giản hơn và sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt hơn. Nhận thức sớm vấn đề này,
ban lãnh đạo tập đoàn nói chung, ban lãnh đạo công ty cổ phần Bright Vĩnh Phúc nói riêng đã và đang tìm kiếm, học hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để áp dụng vào trong sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu thời gian cũng như nâng cao năng suất lao động. Kính thưa quý vị, chúng tôi luôn hiểu rằng thành công của ngày hôm nay bắt nguồn từ nỗ lực của ngày hôm qua. Thành công trong tương lai phụ thuộc vào những hành động ngay từ bây giờ. Tôi hy vọng mốc son 20 năm của chúng tôi đang kỷ niệm hôm nay sẽ là điểm khởi đầu mới cho những chặng đường nhiều thành tựu trong 30 năm, 40 năm và tiến xa hơn thế nữa. Kính thưa toàn thể quý vị, tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty hôm nay, cho phép chúng tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý lãnh đạo nguyên là những người sáng lập ra tập đoàn Bright, hội đồng quản trị Bright, những người đang chèo lái dẫn đường cho một Bright phát triển thịnh vượng trong hôm nay và trong tương lai. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo huyện Bình Xuyên, các sở ban ngành đã tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và Bright nói riêng. Xin gửi lời cảm ơn đến các vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác tài chính, các đơn vị truyền thông, báo đài đã đồng hành cùng chúng tôi trong những năm vừa qua. Đồng thời xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị nhà phân phối, quý khách hàng đã tin tưởng chất lượng và lựa chọn gạch Bright cho ngôi nhà của các bạn. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn bà con nhân dân xung quanh công ty và các cấp lãnh đạo thôn, xã, thị trấn đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi trong những hành trình trong phát triển 20 năm vừa qua. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể hơn 800 cán bộ nhân viên đã làm nên công ty cổ phần Bright Vĩnh Phúc hôm nay. Và xin cảm ơn tập thể hơn 4.200 cán bộ nhân viên của tập đoàn Bright đang cùng nỗ lực để xây dựng Bright ngày càng thịnh vượng. Cuối cùng, cho tôi xin kính chúc quý lãnh đạo và toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, như vậy là chặng đường 20 năm của tập đoàn Bright, với những chia sẻ rất tâm huyết của ông Đào Trung Kiên thì chúng ta thấy rằng là Bright không chỉ có trách nhiệm đối với xã hội hay là lao động sản xuất mà cũng có rất nhiều những biện pháp để có thể bảo vệ được môi trường. Và thông qua những chia sẻ rất là tâm huyết của ông Đào Trung Kiên thì một lần nữa chúng ta được nhìn lại về chặng đường 20 năm của tập đoàn Bright với những thăng trầm, nhưng cuối cùng thì chúng ta đã nhìn thấy một Bright rất mạnh mẽ mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho buổi lễ kỷ niệm này. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin mời quý vị sẽ đến một cái nhìn toàn diện hơn về Bright thông qua một tiết mục văn nghệ đến từ công ty cổ phần Bright Vĩnh Phúc và video clip của chúng tôi để có thể quý vị sẽ hình dung được quá trình hình thành và phát triển của Bright trong 20 năm qua và hiện tại đã phát triển như thế nào. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc sống luôn mở ra những điều kỳ diệu. Nếu như vẻ đẹp của thiên nhiên là sự kết tinh của tạo hóa, thì vẻ đẹp của sự sáng tạo là kết tinh từ trí tuệ, khơi nguồn từ những đam mê, khám phá, tìm tòi, mang lại những giá trị đích thực của cuộc sống, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Bright luôn tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm xây dựng uy tín, chất lượng hàng đầu cho ngôi nhà của các bạn. Và chúng tôi luôn tự hào và hạnh phúc vì điều đó. Thành lập năm 1999 với tên gọi đầu tiên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Phúc, 20 năm trên suốt chặng đường phát triển từ một nhà máy sản xuất gạch ốp lát với 120 nhân viên, công suất thiết kế 2 triệu m2 một năm. Đến nay, Bright đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh thành một tập đoàn đa ngành với 16 công ty lớn nhỏ. Công ty cổ phần Bright Group, Bright Vĩnh Phúc, Bright Tiền Phong, Bright Đại Việt, Bright Yên Bình, Bright Ngói Việt, Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Bright, Bright Trường Xuân, Bright Đại An, Bright Hào Phú, Bright Thiên Phúc, Bright Phổ Yên, Bright Đại Lộc,
Pride Đại Quang, Pride Phong Điền, công ty xuất nhập khẩu quốc tế Pride. Với triết lý thương hiệu, chữ tín trong kinh doanh và định hướng vào con người, Pride đã liên tục phát triển, trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Sóng gió, khó khăn, thăng trầm và thử thách không làm chúng tôi nản lòng. Như cây cổ thụ vươn mình trong cơn bão, không một sức mạnh nào quật ngã được nghị lực, lòng quả cảm của các chiến binh Pride. Với chúng tôi, khó khăn chính là động lực, là đòn bẩy hun đúc ý chí kiên cường. Giá trị của chúng tôi chính là sự say mê, những nỗ lực và trên hết đó là sự công nhận của khách hàng khi tin tưởng và sử dụng sản phẩm mang thương hiệu Pride. Với tầm nhìn trở thành người dẫn đầu có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực sản xuất gạch ceramic và vật liệu xây dựng của châu Á, Pride mang tới cho khách hàng các sản phẩm gạch ốp lát, ngói, bình nước nóng và mới đây nhất là dòng sản phẩm tẩy rửa Easy Clean trợ thủ việc nhà. Tất cả đều được ứng dụng theo công nghệ tiên tiến nhất và được thiết kế theo xu hướng hiện đại nhất. Các sản phẩm của Pride Group không chỉ chiếm lĩnh thành công thị trường trong nước mà còn từng bước chinh phục được những thị trường nước ngoài khó tính và đã trở thành đối tác xuất khẩu tin cậy của nhiều quốc gia. Các chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, quản lý năng lượng đã được áp dụng trong tập đoàn Pride. Điều này khẳng định thêm cam kết của Pride trong việc mang đến các sản phẩm chất lượng cao nhất, thân thiện với môi trường nhất, an toàn và tuân thủ pháp luật trong kinh doanh của doanh nghiệp. Pride là tập đoàn đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận SPF về an toàn theo tiêu chuẩn của Thái Lan, là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á đạt chứng nhận IPEP về môi trường theo tiêu chuẩn của Thái Lan. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Pride còn thực hiện các công việc có tính trách nhiệm xã hội cao như tặng gạch cho các cộng đồng địa phương, chương trình vòng tay nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Với những kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh và an sinh xã hội, Pride vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như đứng top 5 trên bản đồ gạch ceramic thế giới năm 2006, đạt giải bạc giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì giai đoạn 2011-2015. Ngoài việc tận tâm theo đuổi mục tiêu chất lượng, Pride luôn hiểu rằng phát triển phải đi đôi với bền vững và con người chính là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Có thể nói, các hoạt động chăm lo đời sống, tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy tốt nhất năng lực của bản thân đã tạo nên những bước tăng trưởng mạnh mẽ của tập đoàn Pride, từng bước đưa Pride trở thành tập đoàn hàng đầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, một doanh nghiệp kiểu mẫu trong quản trị minh bạch và phát triển bền vững. Từ đất mẹ Vĩnh Phúc, chúng tôi đã trưởng thành một tập đoàn đa ngành, tiên phong của đất nước, những công trình mơ ước khắp mọi miền quê hương, sản xuất và kinh doanh thương hiệu của chúng tôi Pride. Cùng nhau ta chung bước tới những chân trời xa, nơi mang bao nhiêu niềm vui, chào cho nhau thêm những tiếng cười với bao người tràn ngập mê say. Cùng nhau ta chung bước tới những chân trời xa, bao ánh mắt đang chờ mong ta bên nhau trong những tháng ngày suốt cuộc đời, xanh vài bước đi con đường dẫu còn khó khăn ta sẽ vươn cao hơn. Vừa đến với một video clip ngắn cùng với sự hỗ trợ của đội văn nghệ công ty cổ phần Pride Vĩnh Phúc, và chỉ cần qua hơn 6 phút vừa rồi thôi, tất cả quý vị có thể hình dung được 20 năm
hình thành, xây dựng và phát triển của Pride cho đến ngày hôm nay như thế nào. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đội văn nghệ của đội Pride Vĩnh Phúc đã thực hiện tiết mục ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm và chú ý của bà, quý vị đến với video clip vừa rồi. Kính thưa quý vị, 20 năm có lẽ là một chặng đường làm nên sự trưởng thành của một con người. Thế nhưng đối với một doanh nghiệp thì là tập hợp của rất nhiều con người, như tập đoàn Pride của chúng ta đến thời điểm này là gần 5.000 cán bộ công nhân viên, hơn 4.000. Như vậy thì hơn 20 năm với sự phát triển và trưởng thành của hơn 4.000 con người thì tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một bước tiến rất lớn và hứa hẹn trong tương lai thì tập đoàn Pride sẽ có sự bùng nổ. Kính thưa quý vị, và trong suốt chặng đường vừa qua, dù ở giai đoạn nào hay dù ở địa phương nào thì Pride vẫn luôn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của lãnh đạo các địa phương, ban ngành. Và ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu bà Phạm Thị Hồng Thủy, Ủy viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ lên sân khấu để phát biểu và tặng hoa chúc mừng tới sự kiện 20 năm thành lập của tập đoàn Pride. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành ủy, ủy ban các huyện, thành phố, kính thưa ban lãnh đạo của tập đoàn Pride, hôm nay trong cái thời tiết đẹp, se lạnh và đặc biệt là dư âm của một Noel ấm áp, an lành. Xin thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng các vị đại biểu, khách quý, chúc mừng công ty Pride Vĩnh Phúc, tập đoàn Pride đã hội tụ đông đủ tại lễ kỷ niệm long trọng này. Kính thưa các quý vị, thời gian trôi thật nhanh, mấy ngày nào chúng ta được nghe và quen nghe cụm từ thịnh vượng là Pride, nay đã 20 năm, như một tuổi xuân phơi phới. Công ty Pride Vĩnh Phúc ngày đầu thành lập, giờ đây đã thành tập đoàn Pride đa ngành với 16 công ty và trên 4.200 lao động, được phân bố rộng khắp ở các tỉnh thành trong cả nước. Tôi thực sự rất là xúc động vì tôi rất may mắn được đồng hành và chứng kiến sự tăng trưởng và lớn mạnh của Pride, thương hiệu Pride, từ khi lãnh đạo công ty là những thành viên sáng lập cho đến tháng 4 năm 2013 đến nay, lãnh đạo công ty tập đoàn là các bạn Thái Lan. Việt Nam, Thái Lan là hai đất nước có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác. Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi tìm đường cứu nước đã có thời gian dừng chân và làm việc tại một số tỉnh của Thái Lan, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp này. Kính thưa các quý vị, Pride luôn phát triển, luôn là đơn vị tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, là đơn vị trong top đầu trong các phong trào thi đua từ sản xuất kinh doanh giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện. Chúng tôi được chứng kiến rất nhiều các hoạt động mà như chúng ta vừa xem được minh chứng qua một video clip và đặc biệt là qua cái báo cáo của giám đốc của công ty Pride Vĩnh Phúc. Nhất là cứ mỗi năm có một đại hội thể dục thể thao hay là một hoạt động chào xuân cũng như là sau cái lễ kỷ niệm này. Mỗi hoạt động, mỗi phong trào luôn có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền của tỉnh cũng như là của thành phố, của các địa phương và đặc biệt là sự quan tâm của các sở ngành, của các huyện, thành phố. Sự dẫn dắt của ban giám đốc công ty, tập đoàn và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, quản lý, sự tâm huyết của công nhân viên và người lao động trong công ty, tập đoàn. Người lao động trong công ty luôn được tôn trọng và có cơ hội khẳng định mình qua các hoạt động. Công ty, tập đoàn xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, gắn kết,
đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể luôn nhận được sự đánh giá cao và khen thưởng hàng năm của tổ chức đảng, đoàn thể cấp trên. Công ty tập đoàn phát triển đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và của hai nước Việt Nam, Thái Lan. Sự phát triển ngày càng tăng lên của công ty tập đoàn đã được các cấp các ngành ghi nhận và nhiều giải thưởng chất lượng đã được khen tặng. Và tại lễ kỷ niệm long trọng hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến công ty Pride Vĩnh Phúc được nhận cờ thi đua và tập đoàn Pride sẽ được nhận bằng khen và cúp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Một lần nữa xin được thay mặt cho nói về gia đình doanh nghiệp thì là thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng mà nói về các đại biểu khách quý thì xin được thay mặt vì tôi rất là vinh dự được mời lên đây để phát biểu, để xin được thay mặt cho các vị đại biểu khách quý, các cấp chính quyền, cấp ủy và chính quyền địa phương để được chúc mừng công ty Pride Vĩnh Phúc và đặc biệt là chúc mừng tập đoàn Pride. Xin chúc tập đoàn Pride luôn phát triển bền vững. Thương hiệu Pride là thương hiệu Việt Nam luôn ngày càng vươn xa như lời bài hát chúng ta vừa nghe, và bản sắc người Pride luôn luôn được lan tỏa. Thịnh vượng là Pride, hạnh phúc là Pride. Xin mong luôn được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành, và chúc cho tình gắn bó của người lao động cũng như là của toàn thể chúng ta, cũng như là cái tình thân thiết gắn bó của Việt Nam, Thái Lan ngày càng gắn kết và phát triển bền vững. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Chốt Sạc Tổng Giám đốc Pride, ông Đặng Xuân Thu, Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động, và ông Đào Trung Kiên, trưởng ban tổ chức, sẽ cùng lên sân khấu nhận lãng hoa tươi thắm từ bà Phạm Thị Hồng Thủy. Xin trân trọng kính mời. Công nhân Pride. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì Pride đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý của các cấp, và nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Pride cũng đã được Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tặng bằng khen và cúp. Sau phần tặng hoa, xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Hồng Thủy sẽ tặng bằng khen và cúp cho Pride Group. Xin mời các vị đại biểu chúng ta nán lại để nhận bằng khen và cúp. Có lẽ đây là một dấu ấn, một khoảnh khắc rất đặc biệt. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, sẽ cùng lên để trao cúp và bằng khen cho Pride Group. Xin kính mời ông Ninh Viết Thủy. Đây là một khoảnh khắc có lẽ sẽ đi vào lịch sử của tập đoàn Pride. Chúng ta được chứng kiến đại diện của tập đoàn Pride nhận bằng khen của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Đây có lẽ là một sự ghi nhận, một dấu ấn rất đặc biệt, một sự thành công, thịnh vượng và hạnh phúc của tập đoàn Pride. Và mong rằng là với dấu ấn này thì chặng đường tiếp theo tập đoàn Pride sẽ còn gặt hái được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình và sẽ có những đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Vâng, xin mời bà Phạm Thị Hồng Thủy sẽ trao chiếc cúp của Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho Pride. Vâng ạ, và xin quý vị sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để ghi nhớ khoảnh khắc rất đặc biệt này ạ. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Hồng Thủy và ông Ninh Viết Thủy. Kính thưa quý vị, và bên cạnh công tác chuyên môn thì Pride Group còn thực hiện tốt các nội dung về chăm sóc cho đời sống tinh thần của người lao động, góp phần vào xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và tổ chức các hoạt động vì cộng đồng với những thành tích đã đạt được. Pride vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ dẫn đầu trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch
Pride Vĩnh Phúc sẽ lên nhận cờ thi đua và ông Trần Phi Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Pride Group lên nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Xin trân trọng kính mời bà Trịnh Thị Thoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ lên trao cờ thi đua cho Công đoàn Pride Vĩnh Phúc và ông Đào Trung Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Pride. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính. Thưa quý vị, trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của chúng ta thì đang diễn ra trên sân khấu một khoảnh khắc cũng rất đáng nhớ. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Pride Vĩnh Phúc nhận cờ thi đua và ông Trần Phi Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Pride Group nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Và đây là những khoảnh khắc có lẽ là sự công nhận và chúc mừng đối với Pride. Trân trọng cảm ơn bà Trịnh Thị Thoa và ông Trung Kiên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Chuất Niêm Xỉn, Tổng đốc Pride Group sẽ lên phát biểu ý kiến với buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, lần đầu tiên cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đến các vị đại biểu, các vị đã quý đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Cho phép tôi thay mặt cho tập đoàn Pride xin cảm ơn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng như Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã lựa chọn tập đoàn Pride là doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Với đường lối chính sách của lãnh đạo tập đoàn Pride, ngoài việc đóng góp cái phần tích cực cho vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ, chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm đến vấn đề về xã hội, vấn đề về môi trường. Đó cũng là cái đường lối cũng như là chính sách xuyên suốt trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh việc quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên thì những cái vai trò trách nhiệm đối với xã hội luôn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của ông Chuất Sạc, Tổng đốc Pride dành cho quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt những năm qua, bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh thì có một giá trị cốt lõi đã xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của Pride, đó chính là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, đặc biệt là với phương châm hãy cho họ cái cần câu chứ không nên cho con cá. Cho con cá thì chỉ giúp họ sống thêm một ngày, nhưng nếu cho họ cái cần câu sẽ giúp họ sống cả đời. Và đó cũng chính là nội dung của chương trình Biến Giấc Mơ Thành Hiện Thực của Pride Group Dream Come True. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng hướng lên sân khấu xem một phóng sự ngắn để có thể thấy rõ hơn về chương trình Biến Giấc Mơ Thành Hiện Thực của Pride. Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều gia đình gặp phải những biến cố lớn và rồi họ phải vật lộn với cuộc sống vô cùng khó khăn của mình. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trong những hoàn cảnh như vậy, có người thì đầu hàng số phận, có người thì trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, có người thì mơ ước tự mình vươn lên thay đổi cuộc sống của mình, có được một nghề nghiệp ổn định và mưu sinh nuôi sống gia đình. Mơ lớn nhất của em là được tập đoàn Pride hỗ trợ cho em máy và máy sổ để mà em có thể làm việc để em thêm thu nhập chính đáng với sức lao động cần cù của em để em nuôi hai cháu ăn học. Tôi mong muốn là được hỗ trợ một cái xe đẩy để tôi bán xôi với cả trang trại cuộc sống để tôi nuôi con. Tôi mong muốn là bây giờ có một cái xe để tôi đi bán bánh mì bán xôi để kiếm thêm thu nhập hỗ trợ chồng tôi để chăm lo trang trải cho gia đình và con cái. Tôi mà muốn một cái xe đẩy để bán xôi, mình cho cô xin một cái ép bánh mì, cái lò ép bánh mì gì đấy cho cô để ép bánh mì. Con thì nuôi trâu đàn bà cho nên nhờ trên chính quyền địa phương với các bác các chú các cô giúp đỡ cho mẹ con để tôi em bé để làm nước mũi là tôi vượt lên hoàn cảnh khó khăn để nuôi hai cháu. Bây giờ không có bờ em mà bây giờ muốn một cái đàn nam trên dưới 100 m² này phát triển cái ước mơ của mình, mong nó sẽ được thành hiện thực. Thông qua cái chương trình Biến Giấc Mơ Thành Hiện Thực, hội ở thành phố Vĩnh Yên mong muốn tập đoàn Pride giúp đỡ cho anh Bộ có được một cái nhà sàn trồng lan. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách,
thì cũng đã có rất nhiều những nhà hảo tâm giúp đỡ cho những hoàn cảnh như vậy với những phần quà khác nhau. Tuy nhiên, những món quà đó chỉ có thể giúp đỡ họ trong trước mắt mà không có bền vững về lâu dài. Nhận biết được điều này, Brian Wood đã chăn trở làm sao để giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ của mình. Mong muốn là gia đình cải thiện được cái có thêm thu nhập và cải thiện được cái cuộc sống gia đình, vượt qua những cái khó khăn của hiện tại. Mong muốn của Brian nhất là trao cho chị cái cần câu, hy vọng câu được thật nhiều con cá lớn để có cải thiện được cái bữa ăn như cái kinh tế của gia đình. Gia đình tôi có lời cảm ơn đến công ty, đến tập đoàn, các cô, các chú, các bác đã quan tâm đến gia đình, giúp đỡ cho cô được cái xe. Cảm xúc của cô lúc này rất là vui sướng. Từ ngày có cái chiếc xe này thì em cảm thấy như là bán hàng thì nhà em thì bán được số lượng thì nó nhiều hơn, đi lại nó cũng thuận tiện hơn và đồ đạc thì mình để nó cũng được gọn gàng và sạch sẽ hơn ấy, vệ sinh hơn. Chân thành cảm gửi lời cảm ơn tới công ty Primer của mình ạ. Không biết nói gì hơn, em chỉ cảm ơn các bác tập đoàn Blay đã giúp đỡ cho em cái phần quà này. Em không biết nói gì hơn, em chỉ cảm ơn các bác là hỗ trợ cho em để em ổn định cuộc sống, hai mẹ con em thu nhập được ổn định hơn. Ngày tập đoàn Blay thì hỗ trợ gia đình tôi máy móc với nhà xưởng thì tốt hơn, công việc thì làm thì tăng gấp rưỡi ngày xưa, và công việc máy móc thì làm thì đỡ vất vả hơn xưa, so với ngày xưa là tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Ngày xưa khoảng thu nhập khoảng 4 triệu nhưng bây giờ khoảng thu nhập khoảng 8 triệu đến. Cảm ơn tập đoàn Blay giúp mình thực hiện được cái ước mơ. Thì giờ tôi em cảm ơn các tập đoàn giúp em để em vượt qua khó khăn nhé. Nào cùng làm việc tốt bạn ơi, làm bông hoa tươi đẹp dâng đời, làm việc tốt chan chứa tình người, làm việc tốt là người tốt bạn ơi, tự hào biết bao những người công nhân Brai, sản phẩm chúng tôi mang tên thân thương Brai, nào cùng hát lên người tốt việc tốt Brai, nào cùng hát lên bài ca. Cũng đều có một giấc mơ, và những câu chuyện vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy một điều rằng là tập đoàn Brai đã mang đến sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thì nếu như quan sát kỹ thì quý vị đại biểu sẽ thấy rằng là chúng tôi không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt mà là biến những giấc mơ của họ. Có những người thì ước mơ rất nhỏ bé thôi, như là muốn bán nước mía hay là muốn bán bánh mì, nhưng mà họ thì không có công cụ lao động. Thế nên là tập đoàn Brai đã tặng cho họ những công cụ để họ có thể biến giấc mơ của họ trở thành hiện thực. Và có một nhân vật thì đang thu nhập là 4 triệu nhưng mà sau khi có sự hỗ trợ của Brian thì đã nâng tổng thu nhập lên đến 8 triệu một tháng. Như vậy là đời sống cũng sẽ có sự cải thiện rất là nhiều. Và đây cũng chính là một cách mà tôi nghĩ rằng là giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn rất là thiết thực. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần một video clip về Dream Come True, biến giấc mơ thành hiện thực. Và câu nói hãy cho họ cái cần câu chứ đừng cho họ con cá đã trở nên ý nghĩa và chính xác hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, trong khuôn khổ chương trình chăm sóc cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, thì Brai Group cũng sẽ thực hiện một chương trình theo sự chỉ đạo của cấp trên, đó là tổ chức chương trình Tết Sum Vầy. Và trong cái chùm Tết Sum Vầy của Brai Group sẽ được tổ chức xuyên suốt từ bây giờ cho đến khi mà nghỉ Tết Nguyên đán. Đó là các cái chương trình trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Trao quà cho người lao động, 100% người lao động Brai sẽ nhận được quà từ công đoàn cũng như là chính quyền.
Rồi thì các cái hoạt động tổ chức các cái bữa tiệc tất niên, rồi hội nghị người lao động, chúng tôi sẽ kết hợp vào các phần thi đua khen thưởng và rất nhiều chương trình khác trong chương trình chùm chương trình là Tết Sum Vầy. Và ngay hôm nay trên sân khấu này, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của trong chùm chương trình Tết Sum Vầy tại Pride, đó là phần trao quà cho 40 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Pride. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này. Xin mời quý vị, tất cả các đồng chí có tên sẽ lên sân khấu để nhận những phần quà của Quỹ Công nhân Lao động Nghèo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và các phần quà của Công đoàn Pride. Xin mời... Ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời các đồng chí có tên, chúng ta sẽ nhanh chân di chuyển lên sân khấu để đón nhận tình yêu thương và tình cảm của cán bộ lãnh đạo của tập đoàn Pride cũng như là các quỹ hỗ trợ từ thiện. Xin mời chị Đỗ Mai Hương, Đỗ Thị Mai Hương, đoàn viên công đoàn Pride Đại Việt có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đồng chí Hoàng Thị Phương Loan, Kim Văn Thuật, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Xuân Nghiêm, Nguyễn Thu Hương của Pride Đại Việt, Nguyễn Xuân Nghiêm, Trần Thị Quỳnh Ánh, Tô Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Văn Biên của công đoàn Pride Yên Bình và văn phòng Pride. Xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Văn Phương, Nguyễn Thị Thương, anh Phạm Văn Trung, anh Nguyễn Quốc Quỳnh, anh Nguyễn Văn Sơn, Trần Ngọc Bính, Vũ Mạnh Hùng, Đào Thị Hoan, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Thúy, Thái Thị Ngọc Hoa, Phan Thị Hà, Nguyễn Thị Tư, Trương Thị Thanh và Nguyễn Thị Thúy Hà. Nguyễn Thị Hằng và Phùng Thị Hợp. Xin mời tất cả các bạn có tên trên sẽ lên sân khấu để nhận những phần quà đến từ Quỹ Công nhân Lao động Nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc cũng như là của Công đoàn Pride. Xin mời các anh chị khẩn trương ạ. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn Pride Group đang trao tặng những phần quà dành cho những anh chị công nhân còn có hoàn cảnh khó khăn để có một cái Tết sum vầy ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và tôi tin chắc chắn rằng là đây là những gương mặt rất là mạnh mẽ trong cuộc sống và luôn luôn có ý chí để phấn đấu vươn lên. Và tôi tin chắc chắn rằng là khó khăn nào thì chúng ta cũng có thể vượt qua được, chỉ cần bản lĩnh của chúng ta vừa đủ. Không có việc gì khó mà chỉ sợ lòng của chúng ta không bền mà thôi. Và mong rằng với sự động viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và công đoàn của Pride Group thì các anh chị sẽ được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn. Sân khấu để ghi lại những bức hình kỷ niệm. Và nhân dịp này thì xin được kính chúc các anh chị sẽ có một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trong chương trình ngày hôm nay thì còn có một số anh chị do không đảm bảo sức khỏe không thể tham gia để nhận quà được. Và chúc cho các hoàn cảnh khó khăn của Pride sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn để cùng cống hiến xây dựng Pride ngày càng phát triển và thịnh vượng. Xin cảm ơn bà Trịnh Thị Thoa, xin cảm ơn ông Đặng Xuân Thu và cảm ơn tất cả các bạn. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, sau một thời gian khẩn trương tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Pride ngày hôm nay, thì chương trình đến giờ phút này cơ bản đã hoàn thành tất cả các nội dung và diễn ra rất là tốt đẹp. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các vị khách mời trong ban tổng giám đốc và các giám đốc sẽ cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm. Xin trân trọng kính mời ạ. Mời bạn về thăm công ty chúng tôi, Pride Group tuyệt vời Việt Nam. Nào cùng về đây anh em chúng ta, cùng nhau đoàn kết một nhà Pride. Công nhân Pride, tuổi trẻ Pride.
Chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đang có mặt tại khu dự tiệc tất niên để chào mừng cho thành lập công ty đầu tiên của Pride tròn 20 năm tuổi. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng chuẩn bị những ly rượu phía dưới và chúng ta đến với phần khai tiệc ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Chất Sạc, Tổng Giám đốc Pride Group sẽ lên trên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động, và ông Đào Trung Kiên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Pride Vĩnh Phúc, công ty tròn 20 năm tuổi và cũng là trưởng ban tổ chức, sẽ cùng lên sân khấu để khai tiệc chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu, và bây giờ trước mặt quý vị đang là một tháp bánh 20 năm tuổi dành cho công ty đầu tiên của tập đoàn Pride, và trên sân khấu của chúng ta đang có sự hiện diện của ba vị đại biểu, đó chính là Tổng Giám đốc Chuyên Sạc của Pride, thứ hai đó là ông Đặng Xuân Thu, Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động, và thứ ba là ông Đào Trung Kiên, trưởng ban tổ chức đại diện cho đơn vị chủ nhà, đơn vị tròn 20 năm tuổi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt bánh. Vâng, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu, chúng ta cùng đến với đường bánh để cùng kỷ niệm, chứng kiến phần kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đầu tiên của Pride. Xin một tràng tay thật lớn ạ. Vâng, thưa quý vị, và sau đây sẽ là phần khai rượu sâm banh, và chúng ta sẽ cùng dự tiệc ngày hôm nay. Xin mời ba ông sẽ cùng nổ những chai sâm banh của mình và rót ra những chiếc ly để chuẩn bị đến với phần giao lưu cũng như là phần nâng ly cùng với tất cả quý vị ngày hôm nay. Vâng, xin mời quý vị hãy cùng với sân khấu để đến với phần mở sâm banh. Vâng, nổ rất to. Chúc mừng Pride 20 năm tuổi. Chúc mừng cho một năm mới thành công, an khang và thịnh vượng. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đứng lên và nâng ly rượu lên để thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng và cùng chứng giám cho Pride 20 năm tuổi ngày hôm nay, ngày một phát triển và thịnh vượng. Cả nhà chú ý, tôi xin được đến 1, 2, 3, rô, 1, 2, 3, rô, 1, 2, 3, rô, và cuối
cùng sút vào đâu ạ. 1, 2, 3 Hi-ba, Hi-ba, sút. Vâng, xin chúc mừng năm mới, chúc mừng Trịnh Xuân Tiên và chúc mừng con trai tròn 20 năm tuổi. Xin mời các quý vị hãy cùng đơn vị cùng rửa tiền trong chương trình ngày hôm nay. Hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng tôi tắm lên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng tôi tắm lên. Happy birthday, happy birthday to you. Together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.